kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại, Bảo Anh đang có mặt ở đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang. Và ở đây đang diễn ra một sự kiện vô cùng lớn, đó chính là khai trương Vincom Bắc Giang. Từ sáng sớm, dòng người tới khắp nơi đã đổ về đây để tham dự buổi khai trương này. Và Bảo Anh thì chắc rằng Vincom sẽ mang tới cho chúng ta vô vàn những ưu đãi và trải nghiệm tuyệt vời. Cùng theo chân Bảo Anh đi vào trong để khám phá nhé. Let's go! Vincom Plaza Bắc Giang là một trong những trung tâm thương mại hiện đại và nổi bật tại thành phố Bắc Giang. Nằm tại vị trí đắc địa, trung tâm này thuộc tập đoàn Vim Group, một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, với kiến trúc sang trọng, không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại. Vincom Plaza Bắc Giang không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các tín đồ mua sắm, mà còn là nơi tụ họp, giải trí và thưởng thức ẩm thực cho mọi gia đình. Vincom Plaza Bắc Giang mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đa dạng với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trung tâm còn có các khu vui chơi giải trí hiện đại, rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế và khu ẩm thực phong phú với nhiều món ăn hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả những điều này biến Vincom Plaza Bắc Giang thành một điểm đến không thể bỏ qua, phù hợp cho mọi lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nên những trải nghiệm thú vị cho người dân Bắc Giang cũng như du khách. Các bạn vừa cùng mình khám phá một vòng quanh Vincom rồi đấy. Và Bảo Anh tin chắc rằng đây sẽ là một địa điểm lý tưởng dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Và thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.